Phụ danh của tôi nằm đó đó. Đây là nhà của chị Bạc Anh này, giới thiệu với các bạn này, người nghệ sĩ tài hoa này. Đó, những bức hạt này là do chị Bạc Anh vẽ để giới thiệu với bà con đọc phương xìa này. Tôi có học về ông năm tôi học đệ tứ, cũng xa nữa. Đây giới thiệu hai anh chị này, Nghĩa Công Liêm và là chị Bạc Anh này, Trần Thị Bạc Anh này. Rồi. Đây cái nhà này là thích hợp cái gì đó. Không thiệt. Dạ. Anh có nhiều khi tôi phải đến mê để học được, anh thấy không? Không mê là không học được. Trời ơi, khi mà open lên cái anh được lớp đầy không có chỗ. Rồi từ từ họ bỏ hết. Tôi theo nữa được là 8 năm rồi rồi anh tâm. Đây, đây chỉ còn thiếu cái tivi nữa. Dạ? Chỉ còn thiếu cái tivi nữa. Không nữa. Mua đây. Bỏ con Hồng là chết sớm đi. Đi đâu thì đi. Làm gì vậy? Khổ thiệt. Có như mẹ em lắm bởi là ba thịt là chị em luôn. Anh Lan mà anh chị em ruột à? Dạ, em với em đó.